Xin chào anh chị em đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đi thả cho anh em xem trúm lươn của mình làm nha. Và đặc biệt là hom lươn mình này, các bạn thấy. Đấy, hom bảy lươn của mình đây. Có rất là nhiều loài nha. 48, 60, 34. Đây là hom 48 nha. Vào là khít luôn em nhé. Không cần phải cày que. Bắt đầu đi thả nào. Đây là cái chỗ mình bắt đầu thả đây. Đấy. Anh em thả đơn giản thôi nhá, không cần tiền. Căn bản là anh em ở đây hơi sâu anh em. Đấy. Mình phải đi tìm cái chỗ để thả nó cho phù hợp. Thường thường á, lươn nó ở không sâu đâu, ở gần bờ thôi. Đây, mình thả lờ đây anh em này. Ok, mình sẽ thả đây một cái nhá. Đây. Anh em lấy một cái trúng ra. Vì là không có người quay nên là phải thả hơi khó tí. Đấy. Em thấy không? Mình thả không cần phải đặt đúng không? Cái que nó ghim xuống rất là nhanh. Anh em che như thế để cho nó đỡ phát hiện. Hiểu không? Đó. Coi cái lờ này có cá không? Ôi giời, toàn là cá gì không. Ui ôi, sâu quá mẹ ơi, khiếp. Cái này cũng không có. Rồi, tiếp tục đi thả nơi khác anh em nhá. Đây, mình thả phía sau nhà mình luôn này. Ui à, sâu quá. Xin chào các bạn. Đây là vợ xinh đẹp của mình này. Đang ngắm mình thả trúng lươn này. Rồi, mình sẽ thả một cái đây này các bạn nhá. Thả trúng ông ơi. Mai sang ăn lươn nhá. Ôi, vốn bánh ơi. Mình sẽ thả sau cái mép móng nhà một cái nhá. Đây, anh em. Như thế này, nhìn này, cái que này, cắm một phát là xong luôn. Đấy, này. Đó, đẳng cấp chưa? Đấy, anh em sâu cái chiếc dép ấy. Đấy, làm cho khéo nó phát hiện. Ở đấy thì chả ai ăn trộm đâu. Giờ văn minh rồi, không ăn trộm đâu. Nhưng mà cũng phải che cái cho nó an toàn. Đó, thấy không? Đẳng cấp chưa? Ôi giời ơi, toàn là cá gì không? Hả? Đây. Ở đây là một cái em nhá, nhớ đấy. Hai cái này. Để mình đi thả đầu này nhá. Rặn dưới à. Cái này bỏ lên đi. Bỏ đây. Mình bỏ cái này để bắt cá đấy anh em này. Nhưng mà hôm qua nó rơi. Đây này. Hôm qua mình thả cá em này. Không biết có con nào không. Ôi giời ơi. Toàn là cá gì không ạ. Rồi mình thể thả đây một cái này em nhá. Ở đây chắc chắn ngày mai là có lươn này.
Đấy. Anh em thả như thế này, thấy không? Đắm xuống này. Ở đây đất đó, nó dừ lại luôn đấy này. Đó, như thế thôi. Đấy. Rất là nhanh gọn. Còn 7 cái nữa. Mình thả phía sau này một cái nữa. Đó. Hôm nay mồi giun bằng anh em. Thả trong này một cái. Ui dạ, sâu quá nhỉ. Mình không cần phải thả sâu đâu. Thả cắn can thôi. Thả cắn can nhưng mà có lươn được. Rồi, các bạn thả đấy, đơn giản đây này, này, nhìn này. À. Đấy. Như thế là được các bạn. À. Hiểu không? Ok. Rồi. Lấy ống lại để thả tiếp. 2 4 6 cái nữa anh em ơi. Anh em cố gắng coi hết video nhá. Ủng hộ mình nhé. Ây da, con gì nhỉ?